Hello em, mình sẽ hướng dẫn em sử dụng con Lord Martin nè. Đầu tiên đó là chỉnh ISO, là mình sẽ dịnh cái vòng này lại, xong mình lấy cái tay mình kéo cái này đi để chỉnh ISO nè. Đó, kéo mạnh lên để chỉnh ISO. Rồi, trên mạng này á, thì muốn chụp bức hình á, thì nó sẽ cho mình lấy nét bằng cái này. Mình sẽ kéo cái này để lấy nét, kéo cái cần để lấy nét. Thì cái con này nó gọi là lấy nét điểm vàng, đó là khi mình nhìn vô nó sẽ có một cái điểm màu vàng, và khi mình xoay cái này nó sẽ làm tắt. Rồi vậy em nhìn vô em thấy có hình hai trái táo đúng không? Em sẽ xoay, em sẽ kéo cái cần này xoay. Nếu mà em thấy cái vật thể đó nó bị tách thành cái bóng, có nghĩa là chưa đúng nét, và xoay cho nó trùng là đúng nét. Muốn chụp một bức hình đó là khi em đưa cái máy lên thì em có thể điều chỉnh. Thì cái con này nó sẽ có cái vòng này à, dòng dưới khác nha, dòng trên khác nha. Nhưng mà ví dụ như em chỉnh thì em có thể chỉnh vòng dưới là cái khẩu độ, số càng nhỏ thì càng xóa phông, số càng lớn hình càng nét. Rồi thì khi mình chỉnh vòng dưới ok theo ý mình mong muốn rồi, thì mình sẽ chỉnh vòng trên, thì chỉnh sao cho hai kim này nó trùng nhau như thế này, rồi ra được một bức hình đúng sáng. Sau đó mình lên kéo này lên cò, mình bấm nút chụp. Đây là bộ đếm của nó. Ok. Rồi. Vòng dưới thì mình điều chỉnh bình thường, vòng trên thì mình xoay chung, thành ra bình thường mọi người sẽ có thể chỉnh vòng trên trước xong vòng dưới sau, hay vòng dưới trước vòng trên sau, thì tùy mỗi người. Rồi, muốn lắp phim vô con này thì kéo này xuống, mở ra. Rồi, mở ra. Sau khi mở ra rồi thì mình sẽ bỏ cái đầu phim này. Đó, mình cầm nhé mép nè, mình nhét vô cái khe chút. Ok, mình nhét vô khe. Bây giờ anh sẽ làm thử, nhét vô cái khe xong rồi anh chụp cho em coi thử nha. Kéo này lên. Rồi thì các bạn này muốn gắn phim vô thì phải mở cái đít ra nè, em bỏ cuộn phim trở lọt vô mới được. Bây giờ anh sẽ bỏ cuộn phim vô luôn, trở lọt vô luôn, xong rồi anh sẽ đóng nắp lại cho con. Cái con nó cũng khá là đơn giản trong việc gắn và tháo phim thôi. Thì bình thường á, mọi người chụp á, mọi người chỉ cần gắn phim vô đúng, xong rồi bắt đầu thích gì thì chụp đó. Rồi đúng là như thế này, lỡ cuộn phim nó sẽ nằm vô như thế này. Sau đó mình sẽ lên cầm một cái, mình bấm nút chụp. Rồi mình lên thêm cái nữa, bình thường mọi người sẽ lên một tới hai cái nha. Nếu bạn nào mọi người nó thấy nó không kéo thì mọi người phải đóng nắp lại, nó bắt đầu kéo đi. Lúc mình thích gì thì bắt đầu lên đó, xong kéo chụp lên, xong chụp đó. Rồi mình cứ chụp vậy đến khi nào hết phim thì nó sẽ bị cứng, không kéo được nữa là hết phim. Muốn tháo phim ra thì nhấn nút dưới đít máy, vừa giữ nút này. Muốn tháo phim ra là khi mà cái bụng phim nó 26 tấm hoặc 36 tấm hoặc 24 tấm, nó hết phim nó sẽ bị cứng. Muốn tháo ra thì vừa đè nút này, vừa mở này lên và xoay theo chiều mũi tên để phim mới được trả vào trong cái lõi lại. Xoay rồi, xoay mình cứ xoay đến khi nào lỏng là được. Rồi ở trên con này nó có VXM này mình khỏi phải tác động tới, nó là liên quan tới cái flash, thì mình cần sử dụng máy, còn không thì khỏi đụng nha. Rồi chú em sẽ có những shot hình đẹp với con máy này nha.